Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clam Unwrap nhận được 650 đồng token Mix Master nhé. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành 650 triệu, đã có 274 tài khoản holder và phát sinh 670 đơn giao dịch nhé. Ok, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Clam Unwrap nhé. Nên truy cập website để mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cái 2 bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sẽ check con check, thì các bạn có thể sử dụng nút copy con check nhanh ở đây nhé. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chuột wallet của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình nha. Nhấp import token và dán địa chỉ con check vào. Ký hiệu là MECH số tập 18 nha. Các bạn nhấp add token và nhấp import token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Clam Unwrap.net, tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi, thì chương trình Unwrap đã sẽ kết thúc vào 51 ngày nữa nhé. Ở đây các bạn có điều kiện thì bỏ ra số vốn nhỏ là 0.02 BNB mua đồng token này, thì để không có tích trữ lâu dài nhé. Bạn Clam vẫn ổn nhất vào phần này giúp mình. Rồi. Vega là 0.00849 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý đây. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website clamunwrap.net để cập nhật những dự án với phần thưởng tập cận mới nhất trên nền mạng Binance Smart Chain nhé. Ngoài ra là bạn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch như Binance, BNC, Gate và nhiều tài sản khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách Clam nhận được 650 đồng token Mix Master. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.